làm đoạn sáo đi. Các chị em ơi, chúng mình cùng cắm hoa nhé. Có tiếng sáo ở đâu mà hay thế nhỉ, chúng mình cùng đi thôi. Mẩy Thanh ơi, hôm nay em đẹp thế, em đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải gió mà quàng phải mây. Đụng đỉnh như chúng em đây, chẳng gió nào vấp, chẳng mây nào quàng. Chúng em đang chuẩn bị đi thi tân vận khéo đấy. Ừ thế ạ. Ấy mà đẹp người đẹp nét thế kia, chắc là khéo tân vận rồi. Cho các anh đi theo với cho các anh chiến sĩ đi thi, phải biết hát, biết đọc thơ đấy nhá. Mẩy Thanh yên tâm đi, các anh bộ đội luôn gần dân, gắn bó với dân mà. Vậy chúng mình cũng cùng đi thôi. Vâng, người dân vận là người biết lắng nghe dân nói, làm cùng dân làm, nói cho dân hiểu. Lời Bác dạy vẫn ghi khắc trong tim, chân lý thiêng liêng lấy dân làm gốc. Hạnh phúc của dân là tương lai đất nước, là ánh hào quang hướng đến văn minh. Xã hội công bằng, quân dân đoàn kết, trên dưới một lòng, ắt sẽ thành công. Phúc Than giáp với Khâu Co là nơi cửa ngõ ra vào Than Uyên. Người dân Độ Chín rất duyên, niềm nở mến khách, tuyên truyền điều hay. Cán bộ góp sức chung tay, tệ nạn dịch bệnh giao thông đẩy lùi. Thanh niên hạn chế chơi bời, tham gia nhập ngũ giữ yên quê nhà. Hủ tục lạc hậu rời xa, hôn nhân văn hóa thì ta đưa vào. Người Mông giao thái tự hào, cán bộ dân vận luôn gần bên ta. Sát vai liền cánh bên dân, dân vận khéo làm, khó mấy cũng xong. Khó mấy cũng xong. Về thi dân vận, hội thi tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.
chúc hội thi thành công rực rỡ. Dày truyền thống về lịch sử cách mạng, người dân nơi đây luôn tự hào với di tích lịch sử nhà văn hóa bản nước, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Lai Châu, góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Nơi đây tập trung chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Kinh, Khơ, Mú sinh sống. Người Mường Kim vốn rất phát thật thà, nhưng do phong tục tập quán và một phần do thiếu hiểu biết nên ở đâu đó vẫn còn tồn tại những câu chuyện đáng buồn về hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, xã Mường Kim ngày càng đổi mới và phát triển. Song song với đó là nhận thức về pháp luật và đời sống của người dân ngày một nâng lên. Thực hiện kế hoạch số 243 ngày 4 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Than Uyên về việc tổ chức hội thi dân vận khéo năm 2024. Đó là điều kiện để cho cán bộ và nhân dân xã Mường Kim có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trở thành những tuyên truyền viên tích cực, đưa pháp luật đến với mỗi người dân, chung tay xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Đến với hội thi hôm nay, đội thi xã Mường Kim với tinh thần giao lưu, học hỏi, tiến bộ, văn minh. Đội của chúng tôi gồm 5 thành viên. Thanh thủy đội trưởng là tôi, công việc vất vả vui tươi chan hòa, ngày ngày vẫn thích hát ca, giỏi việc sống đảm việc nhà bao năm. Thanh tâm nhiệt huyết mê say, công nhân viên chức tràn đầy tự tin, coi việc sống như việc mình, nhân dân tín nhiệm niềm tin vững bền. Không có phụ cấp vẫn làm, vẫn cần tốt ở cái tâm thôi mà. Hội trưởng khiến học ngã ba, là em thua thì thật là có tâm. Anh là phụ nữ đảm đang, đội trưởng sản xuất gắn liền nhà nông, bà con tin tưởng đồng lòng. Đến với hội thi hôm nay,
dự và tự hào được góp một phần nhỏ bé vào công tác tuyên truyền, đưa pháp luật đến với mỗi người dân, chung tay xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Xin gửi tới quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo lời chúc sức khỏe hạnh phúc, chúc hội thi thành công rực rỡ.